Anh em, đây là cục đá nặng 1 tấn tấn 8 nha anh em. Nó quay nè anh em, đẹp ghê không? Quay quá đẹp. Đá này nặng tấn mấy đó. Thì quay nước bắn lên mà nó xây xây đẹp thiệt. Xây dứt bóng ngớ luôn. Quay về coi chơi. Bật lên đỡ buồn. Ồ, nó xây rồi. Cục đá. Thì cục này nè, cục đá mình đi kiếm cái me 300 năm mà kiếm nãy giờ. Là lạc nói cái gì cái bàn mình chưa xây đâu rồi xây đó nữa đó. Là ở đâu ta? Dạ con đi kiếm mà chưa gặp bà ơi, để con đi kiếm. Nếu có là phải có thôi. Nãy giờ có nghe nói không cái bàn mà mình chưa xây qua trái là xây qua trái, mình chưa xây không ngược có. Rồi, cái đó không có. Ở đâu luôn. Đó đâu không. Đâu đẹp không? Tôi đi vòng vòng đó tôi chụp quay mấy cái hoa bún nhà đẹp buồn coi đỡ buồn kiếm gì quay quay đó chè nè đù đây là thiền viện Trúc Lâm anh em bà dưới nè anh em bấm đăng ký đi mình sẽ quay clip tiếp theo là quay cái me 300 năm cho anh em coi. Video của đây của mình đến đây cũng xin chào tạm biệt tất cả anh em.